nó động thì mình có thể là canh thân tân dậu. Mà nếu nó canh thân tân dậu thì từ 29 cho đến canh thân là 40. Mà đến con số ông Trảng nói là cửu cửu kiền khôn nhĩ định, tức là trời đất định mọi sự biến chuyển của đất nước Việt Nam vào con số 9. Mà con số 9 trải qua rồi đã đúc hết rồi. Rồi bây giờ con số 9 đi tới đây đó là năm 2029. Rồi đến năm 2039. Đến 2039. Rồi Đức Quỳnh Giáo Chủ mới nói một câu là cửu cửu y nhiên. Tức là Đức Quỳnh ra, Giáo Chủ ra đời đã cửu cửu y nhiên là hai chữ cửu. 39 rồi tới 49. Luôn cánh nữa. Chiến tranh tan tác đến năm 49 luôn cánh mới nổ. Mà từ 29 khổ ít, khổ ít, nhưng mà tới năm 39 nó khổ nhiều. Tới 49 luôn cánh mới nổ. Thì trong cái khoảng này nè, chú tri cứu giáo lý, thành ra chú có nhận được, được chú giải được sấm ông Trạng đó. Bởi vậy cái năm đó khi mà ông Trảng nó ông ba ông nói đó là nhân sanh ư tí, địa tịch ư sử, kế hậu nhân sanh. Bây giờ cái cơ tận diệt ông Trạng nó 25 năm, phải không? Nhưng mà năm nào nó phân phân tới đó mới được. Trong bữa sơn kỳ hương, ông này nói ông kia đáp án, nó đầy hết trơn á. Như vậy là bắt đầu năm nào Đức Bổn Sư ông cho biết đó, kể từ năm Kỷ Dậu đến lần nhân dân sao xuyến là chẳng gần cũng hơn, đông tây nam bắc bốn phương chúng sanh hạ tầng đảm thương dân trọng. Như vậy thì ngài cho biết là năm Kỷ Dậu bắt đầu, bởi mình đếm Kỷ Dậu đếm lần, tức là mình đếm bắt đầu đếm đủ 25 năm mới bình yên, chứ không phải một năm đâu. Như vậy thì bắt đầu đếm, nhưng mà cái ở đây không phải là ngoại quốc quánh cho Việt Nam mà ông ba ông cho biết này. Nói rất nhiều mà đây chú chỉ nói gắn một hai câu thôi. Dạ. Ông ba ông nói đó, Kỷ Dậu lưu cư, đánh dư một phán, một nhà sinh quán phá tán phương lai. Một nhà sinh quán ở đây đó có nghĩa là cái nhà của mình là một đất nước, sẽ có hai khối đất nhau, chứ không phải là ngoại quốc quánh nhau, là bị chiến tranh. Mà cái chiến tranh này thì ông Trạng có nói đó, thân dậu lánh diệt nương thân, cũng nói năm thân dậu miên thành trại trắng đến gần bỏ thay như phải lắm đó. Rồi chiến tranh đó nó làm cho dân tộc mình tới năm đó khó làm ăn, khó làm ăn. Rồi cho đến cái năm canh thân. Tại sao chú nói canh thân? Chú nói theo lời của Phật chứ không phải ý của chú, không? Đức thầy cho biết nè, canh niên diễn lự tối thi thần. Chữ diễn là chữ diễn này, chữ diễn về quê, chữ lự là khổ, mà chữ diễn về quê đó là cái khổ dài xa chứ nè. Kẹp không? Khổ dài xa, nó đến là cái năm có can canh. Nhưng mà can canh thì mình không nói là canh thân được, nhưng mà cái chỗ này ông nói mình có thể đánh giá được. Nó kê thủ nhất tràn dạng bậc nhân. Thì ông nói qua năm kê thủ, tức là năm con gà, ông chỉ biết năm con gà rồi. Kê thủ, thủ là đầu năm con gà, chứ thủ là đầu. Qua đầu năm con gà là chiến tranh thế giới đó.
miên rồi nó quánh xuống. Mà tới năm này là năm này, đây mình ổng nói là đến thân dậu thánh thần nó động thì mình có thể là canh thân tân dậu. Mà nếu nó canh thân tân dậu thì từ 29 cho đến canh thân là 40. Mà đến con số ông Trảng nói là cửu cửu kiền khôn nhĩ định, tức là trời đất định mọi sự biến chuyển của đất nước Việt Nam vào con số 9. Mà con số 9 trải qua rồi đã đúc hết rồi. Rồi bây giờ con số 9 đi tới đây đó là năm 2029. Rồi đến năm 2039. Đến 2039. Rồi Đức Quỳnh Giáo Chủ mới nói một câu là cửu cửu y nhiên. Tức là Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời đã cửu cửu y nhiên là hai chữ cửu. 39 rồi tới 49 luôn cả nữa. Chiến tranh tan tác đến năm 49 luôn cả mới nổ. Mà từ 29 khổ ít, khổ ít, nhưng mà tới năm 39 nó khổ nhiều. Tới 49 luôn cả mới nổ. Thì trong cái khoảng này nè, chú tri cứu giáo lý, thành ra chú có nhận được được, chú giải được sấm ông Trạng đó. Bởi vậy cái năm đó khi mà ông Trạng nó ông ba ông nói đó là nhân sanh ưu tí, địa tịch ưu sử, kế hậu nhân sanh ưu dật. Nói vậy các con không hiểu gì đâu, để tao giải để hiểu. Chữ nhân thiên sanh, thiên sanh, chữ thiên là trời, chữ sanh là sự sống vạn vật của loài người ở đây. Ưu tế là đến năm bích, đến năm canh tí là nhất là. Địa tịch ư sửu, địa tịch là đất diệt. Tới năm ất sửu là trời đất nó diệt, con người là hung ác nó diệt rồi. Cho đến là núi nổ là 10 phần ất 7 còn 3. Nó diệt đây cho đến núi ông Cấm nổ thì 10 phần ất 7 còn 3. Như vậy người hiền mới còn sống sót cái chỗ này. Mà người hiền sống sót là nhờ cái gì? Nhờ tu. Rồi Phật Quan Âm nó quá phép thần cho tâm quan cửu đặng dịu dắt tín đồ giáo chủ. Người hiền được các vị tâm quan dẫn mình về trong vòng bốn thẻ, bị có tràng khoan của Phật che đậy, không có bị khí độc của nguyên tử, không có bị nạn bơm, mà có cơm có gạo trong đó sống. Thành ra nó tới năm nè, tới năm tận diệt là đất diệt là năm ất sửu. Ất sửu mà ất sửu là năm nào? Ất sửu là năm 2045. Ất sửu với nước đẩy ngập đồng là lục, không nội tuần một tháng mới đất dòng tôi coi. Tức là đây khoảng này là ông ba nó hạn 3 năm, đây là hạn 3 năm công chợ nhến chiều, nhà không người ở mà niệm nhiều năm môn, thay chén không lấp mà để phơi khô, câu nước mà uống năm môn của nó. Chừng đó năm mô hết ai cứu rồi, bây giờ còn kịp. Bây giờ các con ráng tu, các con cũng ráng tu đó. Như vậy thì tới năm mới qua nè, năm mẹo nè, tới sửu rồi tới năm mẹo nè, hết kỷ mão, sửu dần binh dần, ất sửu mới tới bính dần đinh mão ngơ, không phải dần này đâu. Ất sửu nè mới tới bính dần, bính dần năm 2046. Bính dần nè đinh mão ngơ, chúng sanh ba tấm như tờ đó cuồng, năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi mới lũy tương dần về. Vậy mà chưa mấy trung ương rồng lộn bây giờ trời ơi, tới năm trung ương rồng lộn đâu, nửa năm thìn là năm thìn. Thì coi đó là năm 2047.
48 nào. Đó rồi mấy người chết vô số kể, mà cái người nào mà vô lọt trong vòng 4 thể nó còn sống. Thành ra là bắt qua cái tới cái năm kỷ tỵ luôn cả mình. Năm kỷ tỵ năm 2049. Tại sao chú nói kỷ tỵ? Cái này không phải ý chú nói, mà bởi vì Đức Quỳnh Giáo Chủ có cho biết nè: thương vị trần thinh bí kỷ niên, tức là tới niên kỷ là bí là bích, thấy không? Rất là rõ, nhưng mà chưa có rõ lắm. Và bên kinh Tiều Lão này mới nói nè: qua năm kỷ tỵ mẫu gian, tháng tư năm ấy mới sang tiếng đời, đức chừng tháng tuất tháng trâu kêu vang ba tiếng, thấy lậu thật sự, phải nâng cấm nổ thấy đền vô học. Như vậy thì tới năm kỷ tỵ là năm 2049, nhưng mà chưa có dân đó. Khi núi ông cấm nổ rồi đó, đền vàng lộ, 18 nước trên thế giới này nó mới kéo binh vô chỗ sông Thần Châu đó, để nó giành chiếm cái vàng rồng ở núi ông cấm. Nó đánh nhau dữ dằn, phải không? Là đức thầy mới nói: tam châu hữu ngạn liễn nhã xa. Hữu ngạn là trên châu đốc nó xuống bên bờ tay phải. Mà tam châu là gì? Tam châu là phải dùng, nó có ba chữ châu. Một là châu đốc, hai là huyện châu phú, ba là xã châu phú, là ba chữ châu. Thành ra nó đánh nhau tan nát. Ông Phật nó năm nó tháng nó ngày tao nói ra cho chú hiểu. Như vậy thì binh thế giới nó 18 nước kéo lên đây đánh, thì tới là Hậu Nhất Thinh. Hậu Nhất Thinh tức là ba tiếng sấm nổ trước núi ông cấm lộ rồi, tới giặc đánh vô tan tác rồi mới tới Hậu Nhất Thinh. Hậu Nhất Thinh nó tiêu hết Cù Lao nha, nói cho kỹ nha. Hậu Nhất Thinh nó tiêu hết Cù Lao là tất cả các Cù Lao sụp đổ ầm ầm. Mới tới Thác Ba mùng 9 xuất binh, ngày rằm xuất tướng đại binh pháp màu, đến đâu đá nổ xuống chai. Nói cho già trẻ cái trai mực, tức là Hậu Nhất Thinh ngũ hành biến chất, nó đương đánh nhau ào ạt. Quả tiễn kinh khí đánh nhau tại cái vùng Tam Châu là ào ạt, nhưng mà khi Hậu Nhất Thinh rồi là xuống chai, súng bắn không nổ, máy bay bay không được, tàu bè chạy không được. Đó. Chừng đó đó, ông Ngọc, cái ông Đức Thầy đó, ông mới ra thù bình thế giới tại cái sông Tân Châu, 18 nước. Tới đây là mấy khùng mới đã chơi, chứ ba ngàn phục. Bởi vì nó súng nó hết nổ rồi, mà ổng là Diễm Mậu, ổng nói là nó phục, nó đầu hàng. Đó, rồi từ từ đó, đó là mới tới là ổng nó cho biết đó. Qua năm Tân Mùi, Hổ Hải hay còn Phan Doan, tức là đầu Thám Mùi, đầu năm Tân Mùi, cũng còn Hổ Hải, lạc giặc, Phan Doan là lạc giặc. Cho đến tháng 3 là mùa hạ, ổng mới cho biết là mùa hạ năm Dê. Ông cho biết là qua năm Dê, đến lúc mùa hè, tức là mùa hạ là tháng 3, trong bá tánh mới biết ai hữu chí. Chữ hữu chí tức là chữ thích thú, chứ không phải năm Dê mà chiến tranh. Chữ hữu thi chí đây là có nghĩa là các con làm hiền, người ta chết hết mà tới ngày đó các con gặp được Đức Thầy, các con hữu chí. Là Thầy cho biết tới qua cái năm Mùi đó. Thành ra tới đó đó là năm Mùi, năm 2053 hoặc 2051 đó. Mới tới qua năm Thân, mới tới năm Dậu. Năm Dậu là năm Quý Dậu, là năm 2053 bình yên.
bình yên thì tới 2054 là năm năm con chó, phải không? Năm 2055 là năm con heo. Bởi vì cái đầu bạn ông nói nãy đó, của ông Rạng ông nói đó, canh niên tân khóa tức hợp với hụt sinh đó, tới năm con chó, năm con heo nó mới sống lại, đất nước mới sống lại hết giặc rồi đó. Mà tới đây là ơn ổn, phải không? Như vậy thì tới cái cơ trời Phật Thánh ra đời để lập hội Long Hoa, chọn những đứa tu hiền cao công quả để bàn chuyện sinh rồi. Rồi các nước trên giới mới đầu hàng Việt Nam mình và phân ngôi định thứ đâu đó cho đàng hoàng, là khi Chúa Thánh lên ngôi hoàn toàn là phải tới năm Ất Dậu, qua 12 năm sau rồi. 12 năm sau nó mới tới năm Ất Dậu nha. Năm Ất Dậu đó rồi đó thì mới hết cổ. Hết cổ là hết đời này nè. Lập lại đời kim. Lập lại đời kim là cái đời mới. Hết kim mới lập lại đời cổ. Tức là hết cái đời kim đời mới, phong vua phong chúa rồi mới lập lại đời cổ. Đời cổ là đời thượng cổ trong khai cổ này. Mới thanh nghiêm đời đời. Mới an lạc. Như vậy thì khi mà lập đời thượng cổ đó, trời mới nổ ba tiếng sấm. Con người trên thế giới này coi như chết sạch rủi, không nói hiền từ hung dữ gì hết. Đây là cuộc tẩy trần. Đây là cuộc tẩy trần. Các con nghe ghê sợ không? Ráng tu. Không tu là chết sạch, cái Phật nó không có trật đâu. Đúng là tao phải nhắc lại những cái ông nói qua rồi đó, nhưng mà tao sức khỏe kém quá. Rồi khi mà con người chết hết rồi đó, cái quả đất này nè, quả hồng quả diễm nó phượt nổi lên, nó cháy bốn vòng trời đất, nó thiêu rụi các cái trần trượt trên quả địa cầu này, cháy sâu xuống lòng đất 400 mét, tiêu rụi hết. Tất gì trượt là cháy sạch, còn cái thanh thôi. Như vậy thì quả địa cầu được Phật Thánh Tiên mới dời về gần với quả cực lạc. Rồi chừng đó Phật Quan Âm mới dưới nước tịnh bình, cái người hiền hưởng cái nước đó, hoàng hồn sống lại. Đây là cuộc thai hồn đổi xác. Mà khi hoàng hồn sống lại thì vợ chồng ông Ba Tháng đó, vợ chồng cái gì giặt áo cột đầm vậy đó, ngủ đêm thức dậy mà đứt đầm khoai, ngủ đêm tức là bị mê, khi tỉnh dậy là vợ chồng không biết nhau nữa. Đó, đây là đời Thượng Thánh Đức. Nhưng mà tới đây là hoàn toàn người trong sáng hiền từ, nó tới đây là coi như đã xong cái đời Thượng Quân và lập được cái đời Thượng Quân. Tóm tắt là vậy. Nhưng mà nếu thì người ta chửi mình nhịn, chứ mình không chửi lại được. Bởi vì mình chửi lại mình đâu có hiền. Cái nghĩa nó là thiệt hiền nhất, mấy ai muốn chửi. Cái nghĩa nó như vậy. Nhưng mà thôi nói với các con cái này, các con ráng tu cái đời nó cận, không tu là chết hết. Mà Đức Thầy cho biết đó, tầng ban hậu hạnh tiên du động, có nghĩa là cái kỳ tận diệt đó, thì phải vật miên nó quánh xuống trước. Mà vật miên chưa quánh xuống, vật miên chưa quánh xuống thì chưa có kỳ tận diệt. Thành ra vật miên phải quánh xuống mới có tới chưa kỳ tận diệt. Thành ra bây giờ mà vật miên sao quan trọng là cái này, chừng nào tới quan trọng là cái này, không muốn biết vật miên quánh xuống đó thì ông Trang Trình ông nói nó xem đời cung đến thì bất tạo, thấy vị trinh nó điện tới cho nó vui lòng tham tước sang dạ, thích tìm nơi tam hiểm để hàng bỏ thân. Tức là ông Trạng giải mình đó, vui lòng tức là dằn lòng, đừng có ham làm sang giàu mà lo làm việc, tìm nơi tam hiểm nó bảo thân mới được. Mà tam hiểm đây theo sách sử đó
thì rừng, núi, biển. Nhưng mà cái chu kỳ tận diệt này thì các con chạy vô rừng, vô núi mà mình không hiền cũng chết. Không? Thành ra theo chú nghĩ đó thì cái chỗ mà tam hiểm này đó có lẽ là ông Trạng nói các con phải vào tam giáo. Chỉ có vô tam giáo làm người hiền, người có hiếu hạnh đối với cha mẹ, có chịu trung tín thì cái này là nó chắc chắn sẽ thành công. Và ông Trạng nó xem đời cúng lên bắt đầu thấy vị tinh ở Liễu Tháo Cha Mau. Chứ vị tinh là cái gì? Chứ vị là đuôi, tinh là sao, cái sao có đuôi có nghĩa là cái sao chổi. Chừng nào mình thấy cái sao chổi, nhưng mà chừng nào miên xuống ông nói vị tinh. Nhưng mà ngài cho biết đó, lưu tinh hiện trước đôi thu, sau này thiên hạ mới mù đủ năm. Có nghĩa là lưu tinh là cái sao chổi, hiện trước đôi thu là xuất hiện trước 2 năm niên nó mới quánh xuống. Thành ra ông dặn mình là khi nào sao chổi xuất hiện mà 2 năm sau mà thấy sương mù tiết đặc mịt mù, mùa ruộng thấp bát hết là niên nó sắp sửa quánh xuống. Thành ra mình rồi phải coi cái cơ đó. Rồi bây giờ phải nói trở lại ông Trạng đó đó, tiền Âu Hậu Á Thiên Hoàng mới định thu, thì giặc Âu Châu nó quánh rồi phải tới Á Châu. Mà Âu Châu không phải nó quánh một ngày một bữa như là bàn tay ra đâu. Bởi vì Đức Thầy cho biết nè, để cạn ở phương đông chừng nào mới cho xong câu ấy, nhân dân hỏi chờ đợi lĩnh thiên công, tức là chờ lĩnh trời. Để cạn ở phương đông có nghĩa là nó quánh như thằng A, nó lôi kéo lôi ra, nó quánh riết ta nguyên tử, nó bắn đốt ở ngoài biển đông đó. Sôi nước với tao châu Á bọn thủy triều nó sôi như vậy thì tới châu Á. Thôi để chú nói những cái điểm này cho các con biết để mà tu hiền, thấy không? Dạ. Ta không chịu nói được bên này, không biết lý do gì mà. Dạ. Sao có duyên nha, có duyên nha. Biết không? Dạ, có duyên. Ông Trạng cho biết đó, canh niên tân pháp, tức là cái can canh vào cái can tân đó, là thế giới này phá nát. Hay là ông nói là canh tân, sực nước mùa hè, có nghĩa là hai cái can này, can canh và can tân, thế giới nó sai xỉn, sực nước mùa hè có nghĩa là nó sai xỉn rồi, nó không còn bàn chính trị được mà nó nóng giận lên rồi, nó bấm nút là sực nước mùa hè. Nó canh niên tân phá tuất hợi cho phục sinh, nghỉ ngủ mới dương bình đó. Tức là cái cơ tận diệt nó 25 năm chứ không phải nói tháng 4, tháng 10 thế là hết, không phải vậy. 25 năm. Rồi cái cơ tận diệt đó, thầy nó diệt thiên cơ khùng tỏa hết trơn, không nói hết rồi. Không nói năm, nói tháng, rồi tán ra ngày. Phật tán, chứ không phải mình tán. Mình phạm phu thế mà biết đâu tán. Có nghĩa là năm, tháng, không nói ra ngày giờ. Mà đây tao nói năm, nói tháng, ngày giờ. Là tao nói lời của Phật cho tao, không nói ý của tao. Bây giờ ông Trạng nói đó, canh niên tân phá, tuất hợi với phục sức, nghỉ ngủ vô bình. Thế nên là ông cho biết cái trận chiến tới nè. Ô hô thế sự thập bình bồng, Nam Bắc Hà thiết lộ thông, Ngộ ẩn sơn trung mau tận bạch, cái kình cư hải ngoại viết vô hồng, cái kê binh ngọc thu thiêu kinh bắc, ngưu xuất lâm điền giật trên đông. Không, chú nói như vậy nhưng mà chú giải các con mới thấy. Không, là ông Trạng mới chú biết cũng cái can canh và can tân là nó phá nát thế giới này đó.
cái hai căn này là phá nát thế giới. Như vậy thì ông Trạng Canh Niên là ta xuất hợi với Phục Sinh, tức là tới qua năm Tuất và năm Hợi với Phục Sinh. Như vậy thì nghỉ ngủ với Dư Bình. Rồi mẹ tôi nói ôi tôi chụp Hồ Hẳn Sơn Trung bao tầng bậc nước trình cư hải ngoại viết của Hồng. Bây giờ tới nó đánh nhau. Kình cư là gì? Kình cư có nghĩa là hạm đội nó cư ngụ ngoài biển. Chứ kình cư là hạm đội nó cư ngụ ngoài biển. Hải ngoại tức là tới chừng nữa nó đánh nhau ngoài biển đông, chứ không có đánh trong Việt Nam mình. Hải ngoại quyết Lưu Hồng là biển đông, nhưng mà đánh ngoài ranh giới của Việt Nam. Quyết Lưu Hồng. Rồi mới tới Kê Minh, Ngọc Thu Thiêu Phương Bắc. Chữ Kê đây là năm con gà. Chữ Minh là vua Minh ra đời. Ngọc Thu Thiên Phương Bắc có nghĩa là cái viên Ngọc Minh Châu đời thượng cổ của đời Nghiêu Thuấn đó, đời Trung Cổ đời Nghiêu Thuấn đó. Cái viên Ngọc Minh Châu này nó nằm ở bên Trung Quốc đó. Rồi bây giờ tới cái thời Hạ Quân Hạ này đó, Chúa Thánh về ở phương Nam Việt Nam. Thành ra Ngọc Thu Thiên Phương Bắc tức là viên Ngọc đó trời thu về cho phương Nam đó. Thì khi trời thu viên Ngọc về phương Nam thì Ngọc Thu Thiên Phương Bắc, thiên là gì? Thiên là phía Bắc, Việt Nam là Trung Quốc, nó bị thiên lệch, nó chinh nghiêng, nó không còn giữ vững cái thế mạnh của nó được. Các em không? Đó là cái lời chúng ta như vậy. Ngưu xuất Lam Điền Nhật Chính Đông. Thôi để tao giải khúc trước này. Ông nói khi mà đánh ở miền Bắc đó, ở miền Đông đó, Nhược Đại Ưng Lai Sư Tử Thượng. Chữ Nhược này là yếu. Ưng Lai có nghĩa là ký hiệu con chim ưng chỉ cho thằng Mỹ. Đồng minh của nó hợp lại thì nó rất mạnh, nhưng mà khi đánh Biển Đông tan nát rồi đó thì đồng minh nó chia rẽ, nó không thuận nhau nữa. Mà hãy đồng minh nó chia rẽ đó thì thằng Trung Quốc nó mạnh lên, nó quánh Biển Đông tan tác, bên Mỹ rút quân hết, thì chừng đó nó mới chiếm vào Việt Nam mình, đánh Biển Đông Việt Nam mình, chiếm đánh miền Bắc mình. Đây là cái vô cái đoạn mà ông Ba Thới ông nói là trâu chợt An Nam đất cài. Lúc này lúc Trung Quốc nó cài đất An Nam Bắc, cái nó không cài sang miền Nam này. Đó là trâu chợt An Nam đất cài. Như vậy nó cài miền Bắc mình tan nát rồi đó, mới tới Ngưu xuất Lam Điền Nhật Chính Đông. Chữ Lam Điền, chữ Ngưu đây không phải là năm con trâu, mà chữ Ngưu xuất đây có nghĩa là con trâu Phật. Lam Điền, Ngưu xuất Lam Điền, Lam Điền là con trâu Phật, con trâu làm ruộng cho Phật, tức là con trâu của Phật thầy Thế An hồi xưa mở ruộng ở trên Thái Sơn á. Lam Điền là con trâu làm ruộng cho Phật. Mà Phật thầy Thế An ngài có cho biết là hai con trâu này là một con trâu sấm là con trâu chết, con trâu xét là con trâu nhược bổn. Không cho biết là khi nào hai con trâu mà đụng với nhau đó hết rồi, không ạ? Phải không? Đó thì khi nào chiến tranh Biển Đông mà nó bừng dậy đó, mà tới thằng Nhật Chính Đông đó, khi mà Trung Quốc chiếm Việt Nam mình tan tác Nhật Chính Đông, thì Nhật Chính Đông thì ông ba ông ấy nói là trâu nhược bổn An Nam bắc bại, tức là nó vô đây quánh cơ tài. Như vậy là thằng Nhật nó chiếm đầu bạc ở Biển Đông, nhưng mà ở Biển Đông này chẳng thấy chưa có tàn, tới đây nó chưa có tàn nha. Nhưng mà ông Trạng nói đó, khi trận chiến này tàn đó thì đến cái trận Thần Châu, trận ở Thần Châu thu cả mọi nơi diễn tàn. Chữ Thần Châu đây có nghĩa là chữ con sông bảo, con sông thần,
mà chữ châu này nó quỳnh cái chữ là tam châu là ở châu đốc. Ồ, phải không? Dạ, dạ. Mà ở châu đốc tại sao có như vậy? Để chú giải thích.